Hôm nay mình có coi mấy cái app to. Như nó là 5V 3 1A. Điện vào là 200 240V. Đây là mình coi đó hư ha. Cái này á là mình chế đó là cái này là kẹp này ha. Để kẹp cái đồng hồ vô ha. Đây. Ví dụ hai đồng hồ ha, mình kẹp vô đây. Đó. Dương ha. Rồi âm ha. Mình chết đó. Đó mình rồi á là rồi rồi là cái này nè, thấy không? Cái này á là cái đầu cắm ha, cái đầu cắm cắm vô thiết bị, nó cũng đối chung với hai cái dây này à, thấy không? Nó song song ha. Ví dụ như mình cắm vô thiết bị này 5V ha, để mình test ha. Đây. Đấy. Mình cắm vô thiết bị rồi mình cho vào đây ha. Đó thì á, là 5V đó, thì mình để cái thang này á, là DC này ha, áp to này DC mà 10V ha, bạn để 2,5V kim nó phải vọt lên ha, mình để 10V DC ha, 10V đó thì mình đọc vào thang thứ 10 ha, thang 10 là thang đỏ đỏ ở dưới này ha, thang số 10 này ha, 10 này, đó đỏ đỏ ở dưới, còn cái này mình bật lên ha. Mình bật lên chỗ này auto này, chỉnh cái này ra là điện xoay chiều ha. Đợi đây là auto ha. Rồi. Bây giờ mình mới lấy một cái to. Mình cắm vô thử ha. Mình ghim vô dài ha. Rồi mình ghim vô. Đây, cái này là nối song song vô đó. À nó to này nó báo là ha, nó nhảy lên nhảy xuống là to là hư rồi. Đó. À, xúc ra từ từ dây cái này mình làm không có chắc ha, xúc ra đó 5V 3 rồi xúc cái nào này. Ok này, cái con này ok này ha. Đó ha, bây giờ mình rút ra ha, mình rút tải ra ha, rút tải ra để mình cắm ghim tải vô. Cái này nó chập chờn ở chỗ này này, cái chỗ mình nhét cái này này ha. Đó. Bạn lấy 5V 3 ok ha. Rồi, cái này ok. Ok là nó phải đứng như vậy đó. Rồi cái này nó đúng vôn của nó đứng lại á, là nó ok ha. Rồi mình đo cái này ha. Bạn thấy đây nó không lên nè ha. Đây không lên nè ha. Rồi cái này yếu rồi, dài yếu ha, cái này là 0V ha. Để mình ghi lại để mình còn biết ha, để chút xíu là mình sửa xong rồi cái mình còn biết nó bao nhiêu ha. À không, đừng đợi dài, đợi chỗ này đi ha, mình ghi nó là 0V ha, 0V. Rồi. Này hư ha. Rồi mình đo này nữa. Cái này lên 5V 3 này.
Này 5V 3, con này ok. Con này lên 6V mấy ha, nó lên quá này thôi. 6V 4 ha. Cái này nó lên quá trời rồi. Cái lên quá là không phải là tốt đâu nha bạn, nó hư á. Sáu chấm bốn volt. Thêm cái nữa coi. Này. Này cũng đứt. Không phải đứt đâu nha. Cái này cũng lên là bạn thấy nó lên đâu, nó lên 56 rồi 59 là nó xuống này sao, nó lên xong nó xuống không đó, nó không đều, tức là cái này nó nạp xả mà không đều không rồi ha. Rồi bây giờ mình tắt này đi ha, tắt này đi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn tháo cái này ha. Cái này là mình ghi là lên nó xuống ha. Lên. Lên xong rồi xuống. Đó. Để cho Trúc mình coi ha. Rồi, xong. Rồi bây giờ mình đi tháo ba cái này ra ha. Rồi mình kiếm cái chỗ cứng cứng mình đập ha. Mình đập dêm cái khúc này ha. Xong rồi bầu dêm xung quanh ha, đập ngay cái khe này, nhẹ nhẹ đó nha, đập mạnh quá nó gãy đó. Rồi đập cái này, rồi bạn nghiêng cái này cái ha, nghiêng 45 độ ha, bạn đập cho ngay cái cạnh này này, đó nó ra này ha. À, bóp lại nghiêng đây một cái đấy. Ừ. Ra ha. Rồi bạn hai cái này là nó là một thôi, bạn phải giữ nha, không có lộn qua khác. Đập bạo quá là nó lông bên trong nha, nó lông cái bò á. Rồi ra. Ừ. Ra luôn này. Đó. Rồi, mình đem vô ha. Rồi, mình một cái này ha, mình tháo ra mình coi. Bạn chỉ cảm quan thôi, bạn nhìn thôi, hai cái tụ ra này, lọc nguồn đầu ra ha, là nó phù. Thường là nó yếu á, là nó con này là yếu mạnh, con này lên xuống bất thường á, là thường là do thằng này,
hoặc là hai cái tụ này, hoặc là cái tụ nguồn ha. Tụ nguồn này nó còn ngon này, mình nhìn đấy ha. Bạn lúc đập á, bạn phải cẩn thận nha, nó sẽ hư cái mạch này nha, nên là nó nứt á. Thì bây giờ cảm quan này nhìn thôi ha. Ví dụ như bạn sửa áp to đó thì bạn nhìn cái đó ha. Còn hai nữa là bạn đây, bạn để thang 10 hay 100 thì cũng được ha, nhân 10 nhân 1 cũng được ha. Bạn đo, nó không có nguồn ra đó, bạn đo cái dốt này này, con dốt này này đó, con dốt này mà nó hư là nó không có nguồn ha, nó không hư ha. Mấy con Zener này ha, con Zener này này đó, con Zener này mà thông là cũng hư, là hư nha. Con này là thông do tụ thôi chứ chưa chắc là thông ha. Đó à, ok. Con Zener này á, là ổ nắp đầu ra ha. Ví dụ 5V3 là nó phải đúng 5V3 hoặc 6V nữa. Qua 6V mấy á, chẳng hạn là tự động nó sẽ chết ha. Rồi. Bây giờ mình tháo. Bây giờ dày ha. Mình nhìn trong đây nè. Mình nhìn trong đây á, là con tụ này á, là con tụ 1000mF 10V ha. Tức là cái này nó 5V3 là nó gắn cái này là 10V là ok. Rồi con này á, là cũng con này cũng 1000mF mà 10V ha. Thì mình nhìn đây nè, nó là bên dương là dương nè ha. Bên đây nè, bên đây ha, mình đo ha. Nó thông nhau ha. Nó thông nhau. Vậy là nó thông nhau là qua cái cuộn dây chống nhiễu rồi thôi ha. Vậy là chứng tỏ là cái này nó hai cái là 1000. 1000 á là nó cộng lại thành 2000 ha. Nhưng mà bây giờ mình đâu 2000 mà mình gắn ở đây á, cái tụ này nhỏ lắm. Thì bây giờ mình tháo ra ha, mình tháo con tụ ra. Nó phù nè ha. Bạn thấy nó phù không? Đó. Tụ bạn nhìn nè ha. Đó nó 10. Bạn nhìn là 10V nè ha. 10V 1000 ha. Đó. Bỏ. Rồi mình tháo con tụ ra luôn. Tháo bỏ luôn. Đúng ra là bạn lấy cái mũi mà nó dễ ha, nhưng mà tại vì mình mũi to này mình sẵn thì mình lỡ mình chơi luôn thôi, nhưng mà mũi nó nhỏ thôi, chỗ này là mũi nhỏ, mũi to của nó cấn. Mình có tụ là đây ha. Con này là nó mình có tụ là cái này là mình tháo ra là 16V 1000. Thì 1000 thì là nó độ là cái dung lượng ha. Còn cái 16V là sức chịu đựng ha. Nó chịu đựng qua 16V nó sẽ hư ha. Nên là cái này nó chỉ có 5V mà cái này 16V là quá ok ha. Hoặc là tụ á, mình có loại tụ này ha. Tụ này á thì nó 16V mà 2200. Thì 2200 là ok rồi, thì gắn vô đây là quá gút rồi, phải không? Gắn vô cái này thì quá gút rồi. Nhưng mà cái này nó to quá, bạn sẽ không gắn vừa ha. Đó nó bự rồi nè, nó mập cho nè, không vừa. Nên là cái này là bỏ qua. Có cái loại này là ok nè ha. Cái tụ này là quá ngon nè. Nhưng mà nó tới 35, nó 35V á, là 35V là mình không cần thiết ha. 35V, 1000mF, tụ Rubicon này là tụ này là vô địch, nó cũng to quá ha, gắn sẽ không vừa. Đó, nên tụ nó cũng quan trọng, bởi cái tụ của cái thằng này nó quá nhỏ luôn á. Cái này 1000 nè, bạn thấy không?
cái này cũng 1000 mà hai cái to nữa ha. Nhưng mà tạm thời á là cái thằng này vừa. Để mình lấy nó ha. Đây. Dục đi luôn. Tại vì quan trọng là nó to, nó nhỏ, bạn hiểu không? Đó. Thì bây giờ cái này mình nhét ở đây. Nhưng mà bạn nhớ là cái này là phân cực nha. Tại nhiều người cũng hỏi mình ấy nha. Tức là tụ phân cực á, thì một bên nó trống này, bên nó có cái vạch này ha. Cái vạch màu trắng nó ghi là âm này. Thì ngay trên bo nó có cái vạch màu trắng chỗ này nè ha. Đó. Thì cái vạch màu trắng này nó âm, nó trùng với vạch màu trắng này ha. Bạn để ngược á là nó nổ nha. Đúng ra cái đó ai cũng biết á, mà rất nhiều người không biết nha. Nó cứ hỏi mình này kia thứ. Để sẵn mình nói luôn. Mà thường á là người ta mà cái giờ bình thường người ta không hỏi đâu. Người ta căn ngay 11, 12 đêm á, người ta gọi điện thoại ra hỏi. Rồi, bạn lấy đến mắt tinh thì không nói anh chị nha, mà mắt không tinh bạn soi cho kỹ nha. Bạn coi ở trên đây nó có, mình đập nó có lông chóc cái gì không, mình hàn nó có dính cái gì không ha. Ok, hàn rồi, xong. Bây giờ xong thì mình, đây ha, tụ nó vừa. Mình chỉ cần có 1000 thôi. Tại vì con này của nó cũng 1000, 2000, nhưng mà con 1000 là cũng đủ rồi bạn. Tại vì nếu mà có nữa thì cũng đâu có đâu. Tụ 1000 này mà nhỏ xíu này cũng hiếm lắm. Ha. Đây, ha. Cái này nó lên xuống thất thường này, phải không? Nó lên đến 6 vôn mấy. Đây. Nó có cái khớ của nó. Đây nó có cái khớ của nó ha. Đúng khớp là vô. Đây này, nó có cái khớp ở trong đây này. Đó. Ha. Đó. Giờ mình test ha. Mình ghim vô. Rồi mình đo lại ha. Đó lại. Mình cắm tải nha. Cắm tải vô thì mình mới biết ha. Rồi. Dương ra dương ha. Rồi âm ra âm ha. Bật lên. Rồi 5.4 ha. Rồi mình nhét cái này vô thử. 2 đồng hồ ha, chắc ăn. Ấy kìa. Đồng hồ này mình đã tí cháy. Mình đã 10 ha. Bạn thấy nó ổn định không? Ở 5 vôn mấy này ha. Bây giờ mình tắt nguồn ha. Mình bỏ nguồn ha. 5 vôn 49 ha. Mình ghim nguồn vô ha. Rồi, mình tắt điện đi ha. Rồi, nó trả về này ha. Bật lên 5.4 ổn định ha. Vậy là đúng, nó hư dàn tụ. Rồi xong. Một cái lên xuống ha. Rồi, chút xíu là mình chỉ cho bạn gắn cái này vô. Rồi, bây giờ mình để cái này qua một bên ha. Để cái này qua một bên. Rồi, giờ mình cũng làm cái đó, cái này y chang ha. Bạn mở này ra ha, từ nãy chưa coi ha. Mở ra. Rồi, cái này lên không lên nè ha. Không lên cũng phù tụ. Bạn thấy không? Cảm quan bạn nhìn thấy hai cái tụ nó phù nè. Nhiều khi nó phù mà nó chạm mà, hoặc là sao á, mất luôn. Ha. Thì bây giờ đó, nếu mà nó nổ cái con này á, ha,
thì là do mình đóng mà nó lông cái chân này ha, bạn thấy không, mình đóng nó lông cái chân này ha, đó nó lông đứt cái chân này thôi đó, rồi tí là mình phải hàn vô ha. Những cái dài dài mà những cái lòi lòi ra bạn đóng nó dễ bị bứt cái chân lắm nha. Rồi nếu mà nó nổ con này á là do sét đánh hoặc là do áp cao ha, do điện nó cao lắc này ha, không sao đó. Bây giờ mình cũng tháo hai này ra ha, rồi chút xíu nữa mình đo lại cái kia. Bạn coi nó có chạm không nha. Mình hàn hồi nó chạm bên đây qua bên kia là không được đâu ạ. Không. Lúc đấy mình nhổ là chóc cái chân rồi. Chóc cái chân đây rồi. À. Chóc cái chân này thì mình quẹt một miếng ở đây ha. Đó. Mình mà nhổ mà có chóc chân thì mình quẹt thêm một tí ở chỗ bo này ha. Để mình hàn lối qua. Rồi, cái này mình gõ hơi bạo. Bạn gõ bạo là nó sẽ bị chóc cái chân đó. Mình tháo bớt cái này ra nha. Tại vì để cái miếng đổ này là nó sẽ không có gắn vừa. Nước ngoài ta làm rất là kỹ. Rồi, ở chỗ này mình hàn lại cho chắc ha. Đập lòng vào luôn. Bạn đo cái này nè, coi nó có chạm không nha, dốt ha, ok ha, con dốt này đo đi dốt dần nờ ha, hai bên mà lên hết là xong luôn á. Rồi xong, không ngon, ok ha, xong rồi. Bây giờ cái con này mình gắn vô. Rồi cái này nó không vôn ha. Rồi. Giờ mình lên mình đo ha. Chưa chạy nha. Chưa chạy.
coi cầu chì nó có đứt không à. Này là cầu chì này. Cầu chì con. Nó nứt chỗ này luôn này, nứt chỗ này này. Đứt ra. Đấy, khi mình đập á, là nguy hiểm lắm. Đập nhẹ nhẹ thôi. Cái đồ trong đây mà nó chắc á, ha, thì không nói chi. Rồi. Thường á, mình đo trước khi mình cắm điện ha. Mà tại vì do mình đây cũng thấy cũng dễ nên không cần đo. Rồi, ok. Chưa được. Nhiều khi nó đứt đường tụ đây nè, đứt chỗ này nè. Nên lúc mình đập đó nha, mình phải kỹ. Nên mình để X10 nè, à, mình để X10. Mình đo nó phải nhích lên mới được. Lúc đấy mình đo nhích yếu quá. À, này nhích lên rồi nè. Lên 100 cái. À, lên rồi đó. Rồi chắc có điện rồi. Lên khi mình đập á là nó đứt đứt cái đường tụ nè, đứt cái đường từ đây qua đây nè, chạy ở đây nè. Đập nó nguy hiểm quá. Này bản thân cái thạch này cũng không vô nữa.
À, đó mình cắm vô. Cắm lên đi. Lên điện xong. Ok. Đấy là đứt cái đường tụ á, mình đập bạo quá 5V4 ha. Rồi đây. Ý, quên lộn. Phải gạt 10 ha, 10V DC. Mình để kia nó cháy nha. Rồi, 5V4 ha. Không quên. Rồi, 5V4. À, mình rút ra ha, vẫn 5V4 ha. Cắm vô 5V4 ok luôn. Tắt ha. Rồi bật lên. 5V4 đúng, mình sửa ba cái ha. Cái không vôn là do đứt cái chân tụ đầu vào ha. Còn mấy cái này vôn lên xuống đều do phụ tụ. Rồi, mình làm tới cái này ha. Con này 6V4 nè. Đây. Điện ra chập chờn đó là luôn luôn là hai con này ha. Tháo ra. Mình thay con tụ vô ha. Nhớ là cái vạch âm này nè, vạch trắng này nè, nằm vô cái mấu trắng ở đây ha. Rồi. Bạn coi kỹ nha, chừng nó đứt mạch ở đây nha. Nó đứt hay nó chạm mạch nha. Rồi mình gắn vô thử ha. Rồi 5V4 ha, tắt đi ha. Bật cái này qua, bật cái đồng hồ này qua bên số 10 ha. Rồi mình nhét vô đây, dương, nhét vô đây, âm. Rồi mình bật lên ha.
5V4 ha. Đây chỗ này là 4V, 6V, 5V4 đúng luôn ha. Rồi mình rút cái nguồn tải ra ha, 5V5. Bật cái tải vô. Đó, ok ha. Rồi xong. Bây giờ mình mới chỉ cho bạn gắn lại ha. Gắn thì ăn thua là mình gắn có đẹp hay không thôi ha. Đây. Nhanh nhất là keo voi. Thêm vài cọng thun ha. Bạn có kẹp thì ok ha. Để một cái miếng nhựa xuống dưới ha. Đây. Rồi lấy thun ra. Ha, đây. Bạn nhích nhẹ nhẹ ra chút ha. Đó. Bạn chỉ cần đó, nhích nhẹ một cái miếng keo vo vô đây thôi. Đây. Đó, tự nó chảy ha. Tự nó chảy. Bập vô ha. Nó khô nhanh lắm nha. Đó, tự nó chảy ha. Rồi. Rồi xong. Cứng ngắc rồi. Ha. Rồi bạn lấy cái thùng này bạn cột lại. Ha, đó. Chút xíu là được ha. Đấy. Ha, đẹp ha. Rồi ngay cho anh này cũng vậy, nhích nhẹ cái ha. Đó. Thả vô. Mình có một cái kẹp là ok nhất. À, đó. Rồi, xong. Hai cái. Cái 0V này. Rồi xong. Rồi mình cắt này đi ha. Mình làm xong rồi mình thử lại cho nó ngon lành cái là mình thử lại ngon lành rồi là mình mới xịt keo nha bạn. Xịt keo rồi là bóc ra mệt lắm ạ. Đây ha. Bây giờ mình kẹp test ở đây. Mình lấy đúng thiết bị 5V nhá. Rồi mình ghim vô ha. Tại vì mình làm ở chỗ này nè. Đó, nó cắm được nhiều áp to rồi lắm. Nhiều loại đầu á. Rồi. Rồi mình bật lên ha. 5V4 ha. Này chạy ha. Rồi xong, ok. Một con. Nói chung là mình test cho vui thôi ha. Một. Xong ha. Rồi cái này, đây. Năm môn tư ha, rồi. Hai. Rồi, năm môn tư, ngon lành ha. Xong.
Rồi, ngon lành. Tháo ra. Vôn lên, vôn xuống gì cũng ok hết. Rồi, xong ha. Đó, á to nó đa phần là nó hư như vậy nha bạn. Còn cái loại mà cháy nổ là mình sửa theo kiểu khác nữa nha. Alator mà nó chập chờn đó, vôn nó lên xuống bất thường đó là đa phần là do tụ á. Một là tụ nguồn, hai là tụ đầu ra. Tụ đầu ra thì thường nó có chỉ số lớn ha. MF là lớn lắm. MF là thường tới 1.000, 2.000 ạ. Rồi xong ha. Rồi xong. Video đây là kết thúc nha. Lần sau mình sửa rắc rối nữa.